miền Tây. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay nhân dịp Tết gần đến rồi thì em sáng nay em có đi chợ mua một mớ là củ hành về, là em sẽ làm cái món dưa hành. Trước tiên mà khi các bạn làm cái món dưa hành này á, thì các bạn sẽ lấy một ít cho bếp mình ngâm hành trước. Dặn lấy cho bếp nha, ngâm khoảng 2 tiếng thì các bạn lột. Còn nếu mà các bạn có thời gian á, thì khoảng một ngày thì các bạn ngày hôm sau thì các bạn lột, nó sẽ không có cay. Nhưng mà mẹ nói là khoảng 2 tiếng là được rồi. Giờ mình đi lấy cho bếp ngâm củ hành nha các bạn. Bếp ở trong cái nồi của em, trong cái lò của em rồi, thì giờ em cho một chút nước vô đây. Mẹ nói khi mà ngâm cái này là hành, củ hành nó sẽ không có cay, khi mình lột nó không bị cay mắt. Giờ mình tách hành lên nha. Thì mình làm cái này thì nó không có mất thời gian nhiều, mà ăn với lại thịt kho nó rất là ngon luôn. Giờ em tách bỏ vô nha. Mình ăn khoảng 2 tiếng thì rất là dễ lột. Cái món hành này làm rất là đơn giản lại ngon nữa. Giờ trong lúc chờ đợi hành khoảng 2 tiếng nữa mà mới lột được thì em sẽ đi làm cái nước giấm để ngâm hành nha các bạn. Đợi chờ hành thì em sẽ bắt bếp lên. Mình hắn giấm này là giấm nuôi, cái này ăn làm ở nhà. Giấm này rất là chua. Giờ mình cho vào bếp khoảng nửa chai giấm. Đây giùm em là khoảng 12 muỗng đường. Đây, sau đó thì mình quậy cho nó tan lên. Các bạn để nguội nha, để thiệt là nguội. Cho đường với lại giấm tan ra. Nhà đó sau và tan đường rồi nè, các bạn nhắc xuống nha, để cho nó nguội, thiệt là nguội thì các bạn mới chế vô keo được. Em đã ngâm cái hành này đã xong rồi nè các bạn, 2 tiếng rồi nè, các bạn nhìn thấy nó dợp không? Giờ có Quỳnh Như về rồi thì ăn, nhờ Quỳnh Như ra phụ tiếp ăn nha. Quỳnh Như ơi. Dạ. Phụ tiếp chị nè Quỳnh Như ơi. Nay nhà mình làm món củ 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 hành. Củ hành hết chưa? Mở vỏ ra, lột ra. Củ hành ăn trong ngày Tết. Hành dưa, mình làm dưa hai ra chị ngâm. Mình lột. Mình chỉ lột vỏ thôi, nhưng ở trên đầu thì em chỉ cắt ít thôi. Để
cho cái củ nó còn giòn á. Dễ thì mình chỉ cắt ít thôi. Em thấy ít cay hơn không? Dễ. Ít cay. Cho biết là bí quyết đó. Giờ hành này thì mình tách vỏ ra, mình chỉ cắt cái đầu nó hơi hơi thôi, nó rất là dễ gọt. Còn cái gốc này thì mình cắt hơi hơi thôi, nó sẽ không có thấm, nó không có mềm. Nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn để qua đêm, rồi sáng hôm sau thì các bạn gọt nó sẽ dễ dàng hơn. Mà ăn với dưa sẽ tranh thủ làm bữa nay luôn, cho nên là chỉ kẹp 5-2 tiếng thôi, nhưng mà nó cũng dễ lột lắm. Nay Quỳnh Như được nghỉ Tết rồi các bạn. Nay Quỳnh Như được nghỉ Tết rồi nên về hôm nay phụ chị làm rất là nhiều món. Món này xong còn nhiều món nữa nha các bạn. Có rồi chị. Mình như nghỉ Tết thì cái nào mình như? Dạ, em nghỉ được 2 tuần. 2 tuần. Như nghỉ tới 2 tuần nha các bạn. Xong qua 2 Tết, cái hai chị em gặp nhau rồi. Tết chị xuống được hơi lại hả? Em 6 chị xuống, 6 tháng 2. Đến cái đi ăn gì? Có cái lỗ 35 ngàn á nha. Chị chưa dẫn em đi không? Chỗ Thái hay chị? Chỗ... đúng rồi, chỗ Thái. Thế mình nhanh chắc được ra quá đi. Nghe thấy chợ bán của mình quá trời. Nhưng mà như ngâm cái này khoảng 3 ngày, 2 đến 3 ngày là mình dùng được rồi. Sao á? Nếu mà em để nữa thì nó sẽ chua. Thông thường là chỉ thấy người ta để tủ lạnh thôi, nhưng mà nhà không có tủ lạnh thì mình để khoảng 2-3 ngày á làm ăn được rồi. Nhiều thôi là kho rượu ăn chung với này nó giòn gụm luôn á. Cho con không chịu nữa. Sao dặn gì em? Dạ, có làm gì đâu chứ không dặn. Dạ có hành ra
vào keo. Ngày Tết đó thì nếu mà các bạn thích thì các bạn like kênh Thôn Nữ Miền Tây của chị em mình nha. Bye bye. Con chị. Tắt con tủ đi nha.